Bạn là nhân viên kế toán, luôn phải đối mặt với áp lực công việc, kiểm soát sổ sách, đối chiếu số liệu, đặc biệt là vào các ngày cuối tháng, cuối quý hoặc cuối mỗi năm. Khi cần hoàn thành báo cáo tài chính, báo cáo thuế và nhiều công việc khác đúng hạn, bạn luôn cảm thấy mệt mỏi với hàng núi giấy tờ, báo cáo không ngừng nghỉ. Bạn sợ hãi khi phải giải trình số liệu, không tự tin khi giải quyết và đối mặt với những sai sót trước doanh nghiệp và cơ quan thuế. Bạn đã đi làm ở một số nơi hoặc tham gia một số khóa học cơ bản nhưng không cung cấp đủ sự hỗ trợ và đào tạo cần thiết, khiến bạn có cảm giác bị bỏ rơi và không biết bắt đầu kiến thức thực tế từ đâu. Bạn đang cần một giải pháp để làm việc hiệu quả hơn, tự tin hơn trong mọi tình huống. Những nỗi đau này có thể được giảm bớt khi bạn tham gia khóa học kế toán tổng hợp online của Kế toán Việt Hưng. Với khóa học kế toán tổng hợp online, bạn sẽ được học kỹ năng kế toán từ những chuyên gia hàng đầu, cập nhật kiến thức mới nhất và thực hành qua các chứng từ thực tế. Học viên được hướng dẫn từ những bước cơ bản nhất đến khi kê khai nộp thuế, lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế cuối năm mà không giới hạn số buổi học. Hoàn thành khóa học, bạn sẽ tự tin xử lý mọi công việc kế toán, nâng cao kỹ năng và mở rộng cơ hội nghề nghiệp cũng như cải thiện mức thu nhập. Hãy đăng ký ngay hôm nay để bước tới thành công cùng chúng tôi. Khóa học kế toán tổng hợp online của Kế toán Việt Hưng, giải pháp cho mọi nỗi đau của bạn. Liên hệ hotline 0988 680 223 để được tư vấn miễn phí về khóa học và các chương trình ưu đãi của trung tâm.